Xin kính chào quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 4 này, việc các nhà lãnh đạo cấp cao của châu Âu lần lượt đến thăm Trung Quốc khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Trong tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đồng thời có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 4. Theo giới phân tích, sau nhiều năm thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, chuyến thăm của Tổng thống Macron và bà von der Leyen tới Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy vai trò hòa giải của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc đã mở cửa trở lại nền kinh tế. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU và năm tới, Trung Quốc và Pháp sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang quay cuồng với tác động của việc cắt đứt quan hệ thương mại với Nga và căng thẳng địa chính trị đang gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Do vậy, làm thế nào để thể hiện lập trường một châu Âu thống nhất muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc, thuyết phục Bắc Kinh đóng vai trò trung gian trong giải quyết vấn đề Ukraine trong khi vẫn không làm mếch lòng Mỹ, sẽ là nhiệm vụ khó khăn của cả Tổng thống Macron và bà Ursula von der Leyen. Chuyến thăm Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng vì đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc sau Covid của Tổng thống Pháp và cũng là của Chủ tịch Ủy ban EU. Hai vị lãnh đạo thực sự là đại diện cho tiếng nói của châu Âu. Họ có thể trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề quan trọng bao gồm cả các vấn đề chính trị hoặc địa chính trị, đặc biệt là các vấn đề về hợp tác kinh tế. Tại Bắc Kinh, Tổng thống Macron đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước nên hợp tác vì mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ổn định, cùng có lợi, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Đồng thời bày tỏ rằng chuyến thăm của Tổng thống Macron sẽ tạo động lực mới và mang lại sức sống mới cho quan hệ Trung Quốc-EU. Tổng thống Macron bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ cùng tham gia tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Tôi biết tôi có thể tin tưởng Trung Quốc giúp đưa Nga và các bên vào bàn đàm phán và chúng ta sẽ quay lại vấn đề này một cách chi tiết, nhưng chúng ta cần tìm một nền hòa bình lâu dài và tránh mọi hình thức leo thang. Ông Macron cũng đề nghị ông Tập Cận Bình gây áp lực để Nga tuân thủ các quy tắc quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra lời phản đối vũ khí hạt nhân và kêu gọi tiến hành đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề Ukraine. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện lời hứa rằng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng và chiến tranh hạt nhân sẽ không xảy ra, phản đối việc sử dụng vũ khí sinh học và hóa học trong mọi trường hợp, phản đối tấn công vũ trang các cơ sở hạt nhân dân sự như các nhà máy năng lượng hạt nhân, bắt đầu lại các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Theo nhà phân tích Antoine Bondas, chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, việc Trung Quốc thể hiện lập trường rõ ràng đối với tuyên bố của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus sẽ tạo điều kiện để Pháp khẳng định vai trò là cường quốc có trách nhiệm đối với hệ thống chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo, nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc và Pháp đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư lớn trong các lĩnh vực như năng lượng mới, hàng không và nhiều lĩnh vực khác. Trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đến Bắc Kinh trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bà Leyen đã đề nghị Bắc Kinh quan tâm hơn nữa tới vấn đề Ukraine. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn ông Tập Cận Bình sẽ có những cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, có nhiều vị lãnh đạo châu Âu đã tới thăm Trung Quốc. Cuối năm 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã lần lượt thăm Trung Quốc. Gần nhất là chuyến thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tới Bắc Kinh vào cuối tháng 3. Sắp tới, Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cũng có thể có chuyến thăm tới Bắc Kinh. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng tăng, cũng như tình hình chiến sự ở Ukraine khốc liệt chưa có hồi kết, việc lãnh đạo, quan chức châu Âu liên tiếp đến thăm Trung Quốc đã gửi đi nhiều thông điệp quan trọng. Kể từ cuối năm 2019, quan hệ giữa các nước châu Âu và Trung Quốc trải qua giai đoạn sóng gió nhất trong khoảng 3 thập kỷ trở lại đây, sau khi Liên minh châu Âu-EU theo đuổi chính sách coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ cao, cũng như đối thủ mang tính hệ thống đối với nền dân chủ ở châu Âu. Sau khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra, mối quan hệ này tiếp tục gặp phải không ít khó khăn và trở ngại. Về tổng thể, giới lãnh đạo hiện nay tại châu Âu, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban châu Âu,
bà Ursula von der Leyen có quan điểm tương đối cứng rắn trong chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Tuy nhiên, một Trung Quốc hùng mạnh và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế luôn là chủ đề mà châu Âu không thể bỏ qua tại nhiều chương trình nghị sự nội khối quan trọng. Trước chuyến thăm Trung Quốc, bà von der Leyen khẳng định đảm bảo ổn định ngoại giao với Trung Quốc là điều tối quan trọng với châu Âu. Theo bà, chuyện EU rời xa Trung Quốc là không khả thi khi nước này là một đối tác thương mại quan trọng của khối. Tôi cho rằng việc xa rời Trung Quốc là không khả thi và cũng không vì lợi ích của châu Âu. Mối quan hệ của chúng ta không phải là trắng hay đen và phản ứng của chúng ta cũng không thể như vậy. Đây là lý do tại sao chúng ta cần tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro chứ không phải tách rời nhau. Châu Âu không muốn để quan hệ với Trung Quốc đổ vỡ như quan hệ EU-Nga, bởi sau khi đã đánh mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, châu Âu không thể mất nốt mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của khối này và đang đóng vai trò mang tính sống còn với một số tập đoàn lớn của châu Âu. Điều thực sự quan trọng là phải nói chuyện thẳng thắn và thiết lập một số đối thoại cá nhân giữa các nhà lãnh đạo, đặc biệt là khi bắt đầu nói về cạnh tranh và cách điều chỉnh hoặc giảm bớt sự cạnh tranh này, miễn là các nhà lãnh đạo có thời gian vài giờ để thảo luận về điều đó. Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Đi cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Trung Quốc, có một phái đoàn doanh nghiệp gồm 50 thành viên, bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp từ các lĩnh vực như năng lượng, vận tải và hàng không. Tổng thống Pháp Macron muốn nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy châu Âu củng cố cái mà ông gọi là quyền tự chủ chiến lược so với các cường quốc toàn cầu khác trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng thật tốt khi có cơ hội để các nhà lãnh đạo cũng như cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đối thoại trực tiếp. Đây là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế. Và tôi cũng phải nói rằng mức độ của đoàn doanh nhân đi cùng Tổng thống Macron là tín hiệu tốt nhất cho thấy cộng đồng kinh tế Pháp sẵn sàng phát triển và tái phát triển các mối quan hệ kinh tế và kinh doanh tích cực với Trung Quốc. Theo đại sứ Trung Quốc tại Pháp, trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Pháp đã duy trì đà tăng trưởng tốt trong vài năm gần đây. Quan hệ đối tác chiến lược của hai quốc gia đã được chứng minh là xứng đáng trên nhiều mặt, từ hợp đồng máy bay trị giá hàng tỷ đô la cho đến son môi sử dụng hàng ngày. Ngoài nước Pháp, các doanh nghiệp châu Âu nói chung đang hào hứng theo dõi việc mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc. Theo báo cáo Môi trường Kinh doanh của EU 2022-2023 do Viện Nghiên cứu của Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc công bố gần đây, Trung Quốc và EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của nhau. Báo cáo cho thấy tổng thương mại hàng hóa song phương giữa Trung Quốc và EU đạt 847,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nước châu Âu hy vọng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn giúp giải quyết xung đột tại Ukraine do tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc đối với Nga. Mặc dù hiện nay châu Âu vẫn hoài nghi bản kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine mà Trung Quốc công bố cuối tháng 2 năm 2023, nhưng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã công khai cho rằng cần thảo luận trực tiếp với các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc để tìm hiểu kỹ hơn các đề xuất này. Thực tế cho thấy, việc châu Âu hoài nghi, thậm chí bác bỏ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể sẽ càng đẩy Bắc Kinh và Moscow đến gần nhau hơn, cũng không đem lại lợi ích gì cho EU. Hơn thế, việc Trung Quốc thành công trong nỗ lực làm trung gian giúp Iran và Ả Rập Xê Út nối lại quan hệ mới đây đang khiến vị thế người kiến tạo hòa bình và khả năng hòa giải của Bắc Kinh trong cuộc xung đột này được nâng lên. Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch hòa bình. Chúng tôi hoan nghênh, nhưng liệu chúng tôi có đồng ý về tất cả không? Không. Tuy nhiên, nó chứng tỏ ý chí tham gia vào việc giải quyết xung đột. Vì vậy, nếu đây không phải là một kế hoạch cho hòa bình khả thi, thì đó là sự sẵn sàng chịu trách nhiệm và cố gắng xây dựng một con đường hướng tới hòa bình. Tôi hy vọng có thể tham gia vào các sáng kiến hữu ích cho người dân Ukraine. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại này với Trung Quốc là điều cần thiết. Trong chuyến thăm đến Trung Quốc tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Còn cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cuối tuần qua cũng thừa nhận Trung Quốc có khả năng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc giải quyết xung đột Ukraine. Rõ ràng là Trung Quốc nên sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình đối với Tổng thống Nga Putin để đẩy nhanh quá trình đàm phán ngoại giao. Trung Quốc có thể không phải là một trung gian hòa giải, nhưng nước này có thể đóng vai trò hỗ trợ.
Tôi sẽ thảo luận điều này với Chủ tịch Tập Cận Bình khi tôi đến Trung Quốc vào ngày 12 tháng 4 tới. Trong khi Trung Quốc sẽ tận dụng các chuyến thăm gần như cùng lúc này của các nhà lãnh đạo châu Âu để giữ ổn định cho mối quan hệ Trung Quốc-EU, thì Thủ tướng Sanchez, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và Tổng thống Macron cũng có chương trình nghị sự riêng với Trung Quốc, với hy vọng sẽ làm mất đi sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Moscow. Ngay trước chuyến thăm Trung Quốc, bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố quan hệ EU-Trung Quốc trong tương lai sẽ tùy thuộc vào mối quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và Nga. Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Và Trung Quốc có trách nhiệm đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một nền hòa bình công bằng. Các chuyến thăm của các lãnh đạo EU tới Trung Quốc sẽ giúp châu Âu hiểu rõ hơn ý định thực sự cũng như năng lực hành động của Trung Quốc đối với xung đột tại Ukraine. Dù có thể các cuộc tiếp xúc cấp cao này không mang lại kết quả như kỳ vọng, nhưng ít nhất châu Âu có thể phần nào ngăn được kịch bản mà khối này lo sợ nhất, đó là Trung Quốc trợ giúp toàn diện cho Nga về mặt quân sự. Về chiến lược lâu dài hơn, các chuyến đi đến Trung Quốc của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu cũng nhằm xây dựng một con đường thứ ba, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với Trung Quốc, chứ không đi theo hướng đối đầu toàn diện như Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.